Rồi, hello em Di Cá, chào tất cả anh em nha. Rồi thì tiếp tục chương trình sáng ngày hôm nay. Đấy, để tự em nó có còn bao nhiêu đồ hơi trong nhà em, nó lôi sạch ra luôn em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rổ. Đấy, 8 rổ anh em ơi. Đó, thì cái này thì có con chạy con không gì ở đây anh em ơi, tùm lum hết anh em. Đó, thì hôm nay em sẽ bứt luôn cái đống này luôn cho anh em ha. Thì đồ hơi này, thì đây là hình thức mua bán bên em đây. Ship 30k một đơn, trên 150 là bao ship anh em nha. Đó, cọc 50k cho đến 30% tùy theo đơn hàng của anh em. Đơn 150 cọc 50, trên 150 thì anh em cứ tính lên nha, cọc 30% còn lại bao nhiêu. Thì em sẽ gửi về đến nhà, khi nhận hàng anh em khui thùng kiểm tra đúng với cái hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Còn nếu mà có sai sót gì thì anh em vui lòng gọi lại giúp em để em giải quyết ngay lúc đó luôn em ha. Và mỗi một con máy thì sẽ có một cái mã số. Đó, thì anh em nhìn kỹ mã số xong rồi gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo mã số anh em ha. Đấy. Đó, như cái đóng máy mài bên kia hả, ngày lát nữa em sẽ đóng hết rồi anh em ơi. Đóng máy mài đó em quay sáng qua đó, sáng qua nè, lát nữa em sẽ đóng đi hết cho anh em. Thì đó tức là cái vụ tiền cọc đó anh em hả. Đây nè, em chỉ lấy tiền cọc đủ tiền ship thôi anh em hả. Nhiều khi mà anh em cứ kêu sao bán hàng lấy cọc đó, như ngày hôm qua có trường hợp ông anh ông ở ngoài Quảng Ngãi, ông đặt lần 9 mã từ sáng tới chiều ông hủy không cọc. Đấy, thì như vậy nếu như mà coi như em không lấy cọc thì em gửi hàng đi một phát là phải ôm đủ không anh em. Nói chung là em thì em hoặc ít cái khi mà lên đây mà em nói tới nơi lui. Đấy, thì mỗi ngày nào nói chung là bán hàng online mà anh em, ngày nào cũng gặp mấy cái trường hợp như thế này, nó quá là chuyện bình thường luôn anh em. Đó, cho nên là em không có lên đây em nói. Đấy, tự mình xử lý thôi. Đấy. Đó, mà em ngoài một ngày em quay được bao nhiêu mã mà một mỗi lần quay thì nó sẽ là tốn bao nhiêu công, bao nhiêu thời gian. Ở đây em mà một cái video em chỉ bán có 2-3 tiếng hồ là hết rồi, là xong rồi. Em đăng video mới lên là video kia là không bán không được rồi. Đấy, anh em chơi anh em chốt chứ đó, xong anh em hồi lại phát là xong hàng, ở lại nhà em luôn. Đấy, là không bán được luôn, là bao nhiêu công cán nằm trong đây anh em. Đấy, anh em thông cảm hơn, bất cứ đường nào em cũng lấy cọc anh em nha. Đấy, rồi thì bây giờ em sẽ quay từng mã một anh em xem và tham khảo nha. Rồi vô anh em ơi, rồi tiếp tục thì đây anh em nhìn kỹ giùm em nha. Đó, rồi con đầu tiên thì giúp cái con này đi nè. Đó, NBK mấy chài vậy đây anh em, không có quan nha, không có quan này không test luôn anh em, giờ này không có quan này không test luôn, tháo quan đã lâu lắm anh em ơi. Đấy, rồi con này thì đây không có quan, nặng lắm anh em, đồ hơi mà NBK anh em, về này mấy chài vậy anh em ơi. Rồi mã đầu tiên 476 60k anh em nha. Đấy, 60. Rồi 476 60k rồi, anh em dùng đơn giúp em ha. 476 60. Rồi 477. Này nó hơi rơ này. Đầu vít nó mắc rồi nè. Đấy. Chạy thì quán chạy bình thường anh em ơi. Có cam được. Có điều tóc anh em. Rồi ok, cắm điện bình thôi cho em. Rồi 477, con này 80 anh em ơi. Đó, 80k nha, con này 80. Đấy, anh em mua hai con đầu tiên thì cũng chưa được bao ship đâu anh em, đúng 150 mới bao ship anh em nha. Còn 80, còn 60 là nó chỉ mới có 1.4 thôi. Đây, ví dụ như con này quá nặng anh em ơi, bỏ đi, bỏ một cái rổ gì cả luôn, nó quá nặng là không có bán được đó anh em, tiền ship nó quá nặng. Rồi con này chạy mà nó chạy một chiều thôi nha, mấy con này nó chạy một chiều thôi anh em. Rồi con này 478 thì đỡ cho anh em, con này 130k. Đấy, 130 chạy ok nha. Từ từ em. Ok, thức kẹp anh rồi. Đến đo cái số này cho anh em coi. Này 12 anh em ơi. Đó, bu lông 12. Nó chậm lắm anh em ơi. Bóp kêu tập 48. 100. Chỉ mà miếng gỗ đây là sao thì lấy miếng gỗ. Miếng gỗ không á. Miếng gỗ nó để ngồi em. Lấy miếng gỗ mà nó bào á. Bào tay á.
đánh reset này nha. Đánh reset chạy ok luôn. ZCC gì đây nè. Rồi chạy nè con. Này dây nó dài cho nè. Rồi con này thì đổi cho anh em 479. Bên đây anh em à, bên đây có một nguyên một rổ kìa, đúng rồi á. Cái giống này 220k. Ok anh em nha. Đó, 220, 479 220 luôn. Rồi 480. Xì ngay đây anh em ơi, nhưng mà nó còn đủ đồ nè. Rồi. Đó, 480. Rồi con này đợi cho anh em 70 nha. Xì nhưng mà đủ đồ anh em ơi. Đó, nó xì ngay đây. Anh em giờ dọn lại ha, 480. Chắc luôn. 70. Rồi 481. Xì ngay đây anh em ơi. Đó. Xì ngay đó. Rồi con này thì này lớn hơn chắc 14 15 gì anh em, bu lông á anh em. Này 14 anh em nha. Đó. Đúng rồi 14. Rồi cây này thì bu lông. Rồi 120 cho anh em luôn. To lắm nha, cây này nặng lắm. Nặng 2 ký mấy rồi. 120. Xác luôn anh em nha. Cây nào chị em test chạy là chạy, còn không chạy là nó không chạy nữa nha. Rồi 48 luôn. Xì ngay đây nè em ơi. Xì ngay đây nha. Đấy. Rồi cây này thì để cho anh em 482, một cây một luôn được anh em ơi. Đó, anh em giờ dọn lấy phụ tùng anh em lấy nha. Đây mắt đinh rồi 482 70 anh em nha. Đấy. 482 70k một con Makita. Bắn thì nó không ra đinh đâu nè. Bắn thì bắn được, không xì, không ra đinh luôn. Rồi, cây này bắn thì bắn được á, nhưng mà nó không ra đinh anh em. Cứng luôn à. Hình như cũng đinh u, đinh kim gì đây nè. Đấy. Lỗ nè. Rồi, cây này 483. Rồi để cho anh em 101 đi. Đấy. 483 101 nha, chạy. Nhưng mà không xì, nhưng mà nó cũng không ra đinh luôn. Đấy, con. Còn như đồ hơi gom hết luôn nè. Cấp 1 luôn. Đâu ta. Này chỉ có đầu 6 ly rưỡi anh em nha, chạy vô thôi chứ không có chạy ra đâu. Rồi 484. Trăm ca luôn. 484 100 luôn anh nha. Rồi 485. Hơi sao anh em, mình hơi em nó không đủ á, cái này em test từ từ thôi anh em ơi, mình hơi em gắn để như em test cho vui thôi. Rồi nói chung là nó cũng chạy mà nó cũng xì luôn. Mấy cắt cầm tay anh em nha, này nè, mấy cắt cầm tay. Rồi 80k cho anh em về nghiên cứu. 485 80 luôn nè. Rồi 486 con này thì mấy chà đây nè, mấy chà đánh bóng hơi anh em nha. Quan này test không được anh em ơi. Đó. Quan này nó nhỏ hơn mấy cái quan kia. Rồi con này thì 100k anh em nha. Nặng quá nè.
mấy cái đồ hơi này nặng lắm anh em. Đấy. Rồi 486 100 luôn, xác luôn anh em. Có đinh luôn ta. Yeah. Con cây một anh em, bắn là ra đinh luôn à. Con cây một thôi. Bữa tét bị kẹt rồi. Lấy mới đinh tranh cho đây rồi. Tét từ từ đi cho bình hoa nó chạy cũng đâu nổi đâu mà. Ra đinh anh em ơi. Đây, ra đinh. Đấy. Có đinh anh em ha. Và điều cái này nè anh em về gài lại nha. Đó, có đinh nha. Đấy. À, 4-5 cây nè. Rồi, rồi 6 cây ok luôn em. Ra nha. Rồi ok. Còn 2-3 cây lấy ra thì đỡ nguy hiểm quá. Rồi cây này ok nha, ribi 250 anh em nha, 487 250 luôn, 487 250k này có qua đâu. Rồi cái này sát luôn rồi anh em ơi, này lấy phụ tùng lên anh em. Đó, nó bị ấy nè nha. Đó. Rồi cây này F5 luôn, của mát luôn, phụ tùng anh em, 488 100k. 488 100k nha, mát. Rồi ok. Qua anh em có qua nè. Đây, mấy con mà không có qua này em lấy em đợi hai cái đầu qua này đợi em test cho anh em rồi em lấy lại nha. Rồi cây này ok luôn, rồi lấy lại cái quan anh em. 150 nha, cây này 150, ốc 12 13 gì đó. Chà hư rồi. Từ đây mà em sửa cái thước kẹp của em nha. Anh em nha. À. Rồi, con mang 150 anh em ơi. 489 150 nha. Rồi, 489 150k luôn. Này chân qua nó hơi bạc nhiều anh em, NBK nè, đó. NBK NQ 1200, đầu bu lông 1/2, đấy sát luôn anh em. Đấy. Còn rinh đét anh em ơi. Rồi, 490 150 luôn em ơi. Đó, 490 150 giờ vệ sinh làm lại anh em nhé. Đó, cái chân qua này nó xấu lắm nè. Công tắc này nó hơi kẹt anh em. Đấy. Tự chạy ra nè. Nắm kéo ra, nói chung là vệ sinh lại anh em ơi, chạy thì chạy rồi đó. Đấy. Rồi, 491. Rồi 100k luôn anh em, về dọn luôn nha. Đấy. 491 100 luôn. Này đánh reset. Cái dây này nó bị xì rồi anh em ơi. Công tắc nó cứng luôn nè, đó, dây xì công tắc cứng luôn anh em. Nặng 3 kg luôn nè. Rồi con này để cho anh em 492 120 luôn đi. Đấy. 120k đấy. Rồi 492 120 anh em nha.
tiếp tục còn đánh reset luôn. Con này xấu hơn con kia nhưng mà nó chạy vậy nè, nó bị xì ngay cái quanh này nè đó, nhưng mà nó xấu hơn con kia mà nó chạy. Rồi con này 150 nè, 493 150 nha, 150k. Rồi 494, con đục này anh em có cần lấy phụ tùng không? Đó. Mắc cái đầu qua nè. Đó, nó cũng đục được anh em. Được rồi em, à, giờ dọn cũng được, nó bị thiếu đồ á. Lấy quanh lại anh em ơi. Rồi con này 70 cho anh em luôn nha, 494 70k, 494 70. Rồi không xì mà nó cũng không chạy luôn em, cắt cầm tay anh em ơi. Rồi 495 này được, dặn ra được luôn nha, 495 80 luôn, 495 80k nha nha. Rồi 496 con này mày phun hay sao ta, xì ngay đây nha. Con này mày phun hay mày gì anh em ơi, em cũng không biết luôn. Rồi cây này 70 anh em ơi, 496 70 luôn, 70k nè, 496 70k nha. Đấy. Rồi 497 thì đây nè, mày phun mà bị mẻ cái đầu luôn rồi, hàng của Fuji anh em nha, bị nó mẻ cái đầu luôn. Đấy. Bị xì ngay đây, mẻ cái đầu ngay đây. Rồi cây này 70 luôn em ơi. Đó, 497 70. Rồi 497 70. Rồi 498. Rồi cây này 150 anh em ơi, 498 150 nè. Cây này ốc 13 14 gì anh em. 150k bao ship anh em. Đấy, ok anh em ha. Chạy. Rồi này 499. Này qua đâu ta? Rồi con trà anh em ơi. Công tắc thì nó bị thụt xuống dưới đúng không? Đấy. Một con trà. Trà này nó nặng nữa. Còn 2 kg nữa. Đó. Rồi con này 100 anh em ơi. 499 100 xác luôn. 100k. Rồi 499 100k anh em nha. Mày khuôn. Không xì anh em ơi, nhưng mà nó cũng không chạy nè, công tắc bật không được nè, ngoài khuôn. Đó. Không xì công tắc bật cũng không được luôn. Rồi, lấy lại cái quan này nè, quan này quan dạng quan to nha. Rồi, em này 100k luôn, mã 500. Giá 100 luôn. Ngày hôm qua mày mới quay cái mã từ mã 30 mà giờ lên mã 500 rồi. Đó, sàng sàng ngày hôm nay đợi lên tới 1.000. Rồi qua ngày mai giờ lại số 1, giới lộn lắm anh em coi ngay cho mẹ nha. Đấy. Có 1.000 số mà một ngày quay tới 500 số, quay 2 ngày quay lại từ đầu rồi. Rồi 501 con này 100k luôn em, giờ dọn lại anh em nha, nó hàng em chưa có vệ sinh đó, không kiểm tra cho nên là lúc chạy lúc không anh em ơi. Đó, 501 100k nha. Rồi 502 con này bắn tinh luôn nè,
ra xì ra lỗ này nè. Rồi cây này 70 luôn em nha. Đó. 502 xì cái lỗ dưới nha mà, lỗ này nè. Đây. Đó, 70k. Nó 1 ký mấy rồi nè mà, bán cho chai không hết nè, coi như là 45.000. Đó, ship công đóng nữa là 70 rồi nè. Loại này nó sao đọc nhiều vậy? Ok anh em, 503 100k anh em ơi. Đó. 503 100. Rồi 504. Vít thẳng anh em ơi, vít thẳng nhưng mà nó bị dính công tắc rồi, xì em. Xì ngay đây. Đó. Rồi 504. Này biết thẳng nha, 80 cho anh em về dọn luôn. 80k nha. 504 80. Dán lại em ơi. Rồi tiếp tục con này. Nó xì trong cái chỗ cái lưỡi luôn em. Đó, nó xì vô trong chỗ cái lưỡi luôn nha. Rồi cây này 90 anh em nha. Đó, nên mấy cắt gì ạ? Đó, 90k 505. 90. 505 90k. Này 506. Bu lông 3/8. À quên. Xì ngay đây anh em ơi. Thầm đó hả? Rồi, bu lông 3/8 xì ngay đó. Rồi. 506 cái này quanh đồng anh em ơi. Đó. Rồi 120 anh em ơi, giờ anh em về dọn lại giùm em ha. 120k. 506 120. Rồi. Cái này con bu lông này nó không có cái quanh anh em ơi. Đó. Nè, nó không có công tắc để thử đâu nè, đó sát luôn. Anh em về lấy giờ lấy phụ tùng anh em lấy ha. Rồi. 120. 507 120k thôi nha. 508 con này cứng anh em ơi, cứng cái công tắc là xì, nó không xì nhưng mà cứng thì nó cũng cứng, cái đầu ra vô được nè. Đấy. Fuji này. Con này thì có nặng 2,5 kg nha. Đó. Rồi anh em giờ nhà vệ sinh lại công tắc nha, xì nó cũng không xì đâu. Đó. Rồi con này 170 bao ship anh em ơi. Đó. 508 170k bao ship cho anh em nha. Rồi 508 xì luôn nè ba. À, xì ngay đây anh em á. Đấy, nó xì ngay đó. Thì con này đó. Rồi ok, con này đỡ cho anh em 100k đi anh em về. 509 về dọn nha. 100k. Đấy, 509 100. Giờ em yêu phẩm đây nè. Rồi 510, cái này quanh nhỏ, đúc cái quanh lỗ nhỏ quá anh em. Công tắc thì bật cũng không được nè. Rồi cây này thì không biết cây gì. Rồi 80 cho anh em về dọn luôn nha. 510 80k. Rồi 511 đinh F5 này nè. Xì rồi nè ơi. Xì đâu ngay đây nè. Xì thì xì, bắn thì nó vẫn bắn anh em ơi. Không ra đinh được nè. Xì đâu nghe công tắc nè anh em ơi. Đó, nghe công tắc nè. Đó, đinh thì vẫn là bắn không ra. Rồi cây này 150 cho anh em ha. Rồi bên kia mở nhạc rồi, đầu đầu rồi. 511 150 bao ship cho anh em nha. Đấy, anh em về dọn nha.
ra đinh nha anh em, này ra đinh nha. Rồi em bán một hàng này nha, từ hàng này là cây này có đinh nè, hai cây thôi. Rồi em sẽ bán qua đây nè. Tại vì đâu nói giả. Rồi không ra luôn. Đủ thông tin thôi. Rồi bắn có ra có một cây thôi nè, đó bị méo đinh nè, chỉnh cái khúc đinh lại là được. Đấy, ra có một cây một thôi nè, cây này nó cũng hơi xấu xấu rồi, để cho anh em ở cây này 180 anh em, 512 180 chai nha. Rồi tiếp tục đây nè, cây này cái qua nó nhỏ anh em ơi. Đấy. Này cũng đinh F5 hay sao á, bản nó bự nè, bản bự. Rồi cây này để cho anh em 100k anh em dần nghiên cứu em yêu Phật nha. Đấy. Rồi 513 100 luôn, 513 100. Không có đinh nữa nè, đó nhưng mà đẹp nha, mát đẹp. Rồi 514 120 anh em ơi. Đấy. Em không biết bắn ra đinh hay không nhưng mà bắn được anh em ơi, nó bắn được nhưng mà không biết không có đinh test anh em ơi. Đấy, đinh u nè. U nhỏ vậy đây. Đấy. Rồi 514 120. Rồi cái này thì nó bị rớt miếng cao su ra à, quên. Miếng là gì đây? Lò xo. Rồi cái này mất cái đồ luôn rồi đâu. Đó. Rồi cái này thì đợi anh em 50 lấy phụ tùng nha. 515 50k đó, lấy phụ tùng anh em ơi, mát. 515 50. Rồi 516 xì ngay đây đó. Rồi cây này 516 nhỏ nhỏ thì đợi anh em cây này xì cho anh em 70 đó. 516 70k anh em nha. 57 này cứng rồi, không thấy xì. 13 xì chỗ nào ta, xì ở đây 14. Rồi 70 luôn, sát luôn anh em. 50 rồi, 57 70 luôn đấy, cây này còn cứng rồi, nói chung là cứng hết rồi. Đấy, giờ vừa xin lại làm lại lớp phụ tùng rồi nè. Thì đâu dưới đây nè em ơi. Đó, rồi 70 luôn, 518 70 luôn em nha. Rồi 518 70k luôn. Rồi 519. Xì ngay đây anh em nha, xì ngay lỗ đây nè. Đó, nó xì ngay lỗ đó, lấy qua lại. Rồi, con này chà nhám anh em nha, 519 100 luôn. Con này mấy này nặng lắm anh em. Xì ngay lỗ dưới nó hình như mất cái gì vậy. Rồi, 519 100 luôn. Đây có đầu mấy pin trong này nè. Rồi, 520 xác luôn. 70 anh em nha, 520 70. Rồi 521 con này. Và sát luôn đi anh em ơi, khỏi còn gắn quan luôn, bán giá điếc luôn em, 70 luôn. 521 70. Đấy, giờ anh em dọn lại nha, lấy phụ tùng anh em lấy đã. Mà biết em máy hơi thì em không có rành lắm cho nên là em không có tư vấn thường cho anh em, anh em không cảm nha. Còn con này em bán cho, còn nó không chạy, nó giờ nặng 2,5 kg rồi nè, máy dây chai không gần 100.000 rồi, không biết bán xác bán nhiều cho anh em nữa. Còn nó chạy thì coi như là dễ hơn. Rồi 70 luôn em ơi, xì vô đây nha, giá điếc 70.
Rồi 522 phải chụp luôn. Rồi 523. Con này mà cái nút bấm không được nè, đó. Nút bấm không được anh em. Rồi 80 luôn, 523. 80k anh em về máy khoan anh em nha. Nó cứng hết rồi, điếc luôn. 523 80. Rồi 524. Xì cái đây luôn, đó, rồi. Bắn cái nó xì nè. Đó, xì không hết, bắn cái xì xong hết. Đây nè. Xì ra đây. Rồi 524 70 luôn, điếc luôn nè. 524 70 luôn. Rồi 525 con mát này nè. Đó. Này nó có đinh nè. Đó. Để bắn thử coi. Có đinh bắn thử. Qua này gỡ trong mấy cái đinh cuộn nè, nó bao đẹp luôn. Rồi không ra đinh anh em ơi. Bắn cái này xịt 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 xịt. Đấy. Rồi 70 luôn em ơi. 70 nha, 525, 70. Rồi 526 con này. Thì đây anh em ơi. Đầu cổ thì ra vô được nè, đồng 10 ly. Thì ngay đây. Rồi em này 80 luôn em ơi, mấy con nha. Con này 80, 526 80. 80k đấy. 526 80. Rồi nó đi. Rồi 527. Này chạy roda nữa nè em ơi, nè. Đang chạy luôn nè. Nó giọng có mấy cây à. Có giọng nhưng mà giọng ít anh em à. Giọng nhưng mà giọng nhưng mà không đáng kể. Có giọng nhưng mà không đáng kể lắm đâu nè. Rồi cái này giờ dọn thêm anh em ơi. Rồi 180 anh em à. Con này 180k cho anh em. Rồi 527 180. Rồi 528 giá điếc luôn em, 70. Không có quan nào mà điếc luôn đi đâu ơi. Gắn rồi test lâu á, 528 70 luôn. Mát luôn nè. À F5 này thì test này. F5 này. Gãy nút này luôn à. Chim ru luôn. Xì nó không xì, bắn nó cũng bắn. Bắt đầu mới méo rồi nè. Đấy. Gãy cái khúc này. Rồi cái này 100k max F5 anh em ơi. Đó. 529 100 cho anh em về nghiên cứu lấy phụ tùng anh em. Làm gì anh em làm nha. Đó, 529 100k. 530. Đó. Phụ hoàng. Xì ngay đây anh em. Rồi sát 100k luôn. 530 chậm. 530 100k anh em nha. Đó. Rồi 531. Này quay được phát một hết đồ hơi luôn nè. Rồi 70 luôn. Từ đâu đây. 70 đấy. 70k anh em ơi, đó mát luôn. Rồi con này cái đầu 1/2 không có quanh luôn em, 120 anh em ơi. 532 120 luôn. 532 120k luôn em nha. Không có không có không quên. Không 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 có cái đầu, không có cái cò. Gì cò. Lâu lâu bị lát tí rồi mà. Dạ. Đó, 532 120 luôn. Lâu lâu nhiều khi mà em nhìn con máy em đơ luôn, em đơ người luôn, em không có biết là máy gì luôn.
bắn cái là cái này nó bung ra này nè. Đó. Nó nóng ra đinh nha, không có đinh đâu ra. Đấy. Anh em giờ tự test nha, cho em hàng này em có bao xài đâu anh em ơi. Test cho anh em biết chỗ nào xì, chỗ nào không xì thôi. Rồi, con này không xì, không có quan. Rồi để cho anh em 90 nha, con này. Đó. 533 90. Tiếp tục mà cái ta y vậy luôn anh em. Y nhau luôn. Bắn cái xì kìa. Đó. Rồi, nén hơi ghê. 534 con này có qua 100 anh em ơi. Giờ dọn lại anh em nha. Đấy. Tình trạng thì em test anh em thấy rồi đó. Mắt. Bắn ngon à. Con này bắn ngon nè anh em. Đinh 2 ly rưỡi nè, đó đinh U. U 2 ly rưỡi. Nè, đợi đi. 25 mm. Rồi. Con này 120 anh em ơi, bắn ngon. 55 120 hay gần bến anh. Em xe nó. Em yêu anh. Đồ coi. Dặn mấy cái này phải tịnh tâm hơn em ơi. Mệt quá đây bà. Đó, sát luôn nè. Rồi, cứng rồi nè em ơi, nhưng mà cọ bóp được nha. Rồi, con này 100k luôn, vít thẳng anh em. 536 100 anh em ơi. Không có qua. Cái qua này nhét vô là nhét được ấy, mà sao em dặn vô nó không vô. Hồi to tí xíu sao. Này cứng rồi nè em ơi. Đó. 100k 536 100. Quắt cay. Này là con quắt cay. Hình thức còn đẹp lắm nhưng mà xài được hay không thì chưa biết đâu nè. Rồi không xì cũng không ra luôn. Cay không xì không ra luôn nè. Nó xì là ngay chỗ chân quanh nè. Rồi sát luôn em ơi. Đó. Không xì không ra. 100k luôn em ơi. Quắt cay 537 100 luôn. Rồi quắt cay 537 100. Con này là con gì đây? 538 quốc luôn nè. Đó. Mấy cái này cái quanh này là quanh trong máy đinh này. Một phát cỏ đinh anh em ơi, cỏ đinh. Hình quá. Hai cái cỏ đinh luôn. Ba cái rồi. Nghiên cứu em yêu học đi anh em ơi, mát nha. Rồi, con này 120 anh em ơi. 538 120 nha. 538 120k nha, không biết mấy gì vô nè. 820. Dẹp nằm tiếp nè. Rồi đinh thì không ra mà đây, có đinh dàn đinh rất nhiều luôn em à. Dàn đinh rất là nhiều. Nhưng mà bắn nó không ra. Cái xì chỗ nào anh em ơi. Biết luôn. Rồi con này thì sát 108 luôn cho anh em luôn nha. 539 180k hả. Rồi 539 108 luôn. Rồi 540. Thì như này. 70 nha, 540, 70 nha. 540. Nè. 70, đó. Cái con nào xì vô là 70 anh em. Thôi. 541 70k, đấy anh em về chốt cho nó dễ dàng nè. Rồi 542. Bắn được anh em ơi. Mà cái đầu nó thon nó lòi lòi ra nè. Rồi cây này 80 đi anh em ơi. Đó. Bắn được thì hơn 10.000 cũng cho lệch bao nhiêu anh em ơi. Đó, 80.
nhưng mà không biết ra được hay không anh em ạ. À, nó bị lệch lệch ngay này miếng này. Thẳng anh em ơi, cái thẳng quá cái đầu à, này quay được. Đó. Này là LR nè, nhanh nha. Đó. Công tắc thì nó bị kẹt rồi, mất rồi, chạy nè. Tải chưa? Chưa tắt luôn em nè. Vô điều tóc có luôn. À, lúc này nó cũng xét rồi, anh em vô vệ sinh lại nha. Rồi con này lấy qua ra. 130 anh em ơi. Kích thẳng anh em, nặng 4543, 130. 543, 130 luôn. Rồi xiên ở đây nè, 100k luôn đi anh em ơi. 544 100 luôn. Rồi, 544 100. SK11 xì ở đây. Đó. Rồi cây này 80 anh em nha, cây này đẹp. 80 luôn. 545, 80 này. Rồi 546 cây này bu lông. 3/8. Rồi xì ở đây. NBK anh em ơi, đầu 3/8 nha. Đậu còn đẹp lắm. Lúc này dặn đường này, đấy. Còn bóp đường này. Rồi 130 đi nè. 546 130 chạy. Rồi 546 130. Rồi 547. Rồi bóp không được luôn em. Lên F5 hay sao? Nhìn lém lém nhìn miếng cái này. Senko vậy đấy, cứng anh em ơi. Rồi con này sát 100k luôn. 547 100 luôn. Rồi 547 100. 548 Makita. Xì đâu trong chỗ này anh em. Rồi 100k luôn. 548 100k anh em giờ nghiên cứu nha. Đó. À, 549 xì ngay đây. Đến 5 anh em à, này, ra vô được nè. Mất cái nắp chụp về sau. Rồi 100k luôn em ơi. 100k. Rồi ok đi luôn. Con này 550. Xì nó cũng ra luôn em. Xì là chung quanh thôi. Này quắt cay luôn rồi 100k luôn. Chung quanh kia đâu rồi? Chắc được. Còn này quên không gỡ rồi. Quên không gỡ rồi. Văn lắc lẹo kêu kìa dưới. Cái quanh tròn quanh bự á. Lấy ra lại em ơi. Rồi mày anh coi cho. Không đâu. Đây con nó coi như gạch mặt luôn em ơi. Công rưỡi giờ nó công lấy là cái quan công. Được rồi, được rồi anh quay. Bỏ cái mã đó không. Rồi 100k anh em. Rồi 550 100k anh em nha. Rồi cái con này hồi nãy quên gỡ cái quan anh em. Đấy. Em quên gửi cái quan ra thì coi như là mất công gửi về là không có quan nên anh em lại không chịu đấy, cho nên là em bỏ luôn cái mã đó luôn. Em quay lại con này, con này nó đây. Lấy lại mã khác luôn em. Bây xì lên nè, xì ngay đây. Lắc được rồi, sát con này 130 luôn em ơi. Lấy lại cái quan anh em nè. 551
ba, đấy, 551 nhân 30k. Rồi 552 đầu 3 phần 8 nè anh em. Đầu vui lắm. Rồi con này 100k cho anh em về nghiên cứu luôn. 552 100k. Đó, 552 100 luôn anh em, đầu 3 phần 8 cứng hết rồi anh em ơi. Đó, 552. Dương tin. Này máy máy thì những mày khung anh em. Mà định giá băng anh em ơi. Đấy, nhưng mà khu mà nó xì rồi anh em. Giờ dọn lại nha. Rồi cây này 100k luôn, 553 100 luôn. 553 100. Đầu 3 phần 8 luôn anh em ơi. Chạy đi ra. Bù lông bắn đầu 3 phần 8. Rồi đảo chiều ok luôn. Số 4. Số 1. Số 1 sao mạnh vậy? Số 2. Số 3. À số 1 mạnh nhất anh em. Số 4. Đấy, giờ là số 1 nè. Đấy nha, số 1 mạnh nhất. Rồi cây này 108 đi anh em ơi, 554 108 luôn. Đấy là quan anh em. Rồi 555. Cò bóp đường anh em ơi, mà chạy thì nó chạy. Đấy con này nhỏ mừ luôn anh em. Rồi 100k sát luôn. 555 100. 555 100. Rồi 556. Rồi sát luôn, không chạy luôn em. Xì đâu đây. Đó. Rồi 100 luôn. 556 100. Rồi 556 100 luôn. Rồi 557. Con này chạy anh em ơi. Đó, con này bu lông nó chạy một chiều thôi em ơi. Bắt 10 nè. 150 nha. Đó. 557 150k. Chạy anh em ơi, nó mất cái đồ ở trên nè. Nó chạy vô nó mất cái đầu phụ kiện ở trên này. Rồi con này 80 anh em ơi, 558 80 luôn. 558 80. Rồi 559. Rồi con này để anh em 130 nha. 559 130 chạy ok luôn. 130. Rồi 559 130k chạy ok nha, vít thôi. Rồi xì đây. Rồi. Cứng luôn. Rồi, đầu cổ ra vô thì được. Đây. Rồi 560 con này 70 luôn. Xì anh em á. 70, đầu anh 560. Chạy anh em ơi. Mà nó đảo chiều nó hơi cứng cứng chút xíu ha. Rồi 120 luôn. 561 120 anh em nha. 561 120. Tiếp tục kiểm cái kho. Đây ngay đây anh em, đầu nè, đó, đầu bổ ra vô cũng được đấy. Cái rưỡi luôn. Rồi 90 con em ơi, 562 90. Con này xì anh em ơi, 562 90. Này mấy con luôn em ơi. Xì trung quan. Đầu cứng. Made in Taiwan. Con này hơi xấu anh em ơi. Rồi 70 luôn em. 563 70. Rồi 563 70. Này 564 này bu lông NBK nhỏ hơn em đầu 3 phần 8 thôi mà.
có chiều anh em. Chạy được có chiều ra thôi, đầu 3/8 luôn anh em à. Lấy lại cái quan nha. Rồi con này đợi cho anh em 100k luôn đi anh em về. Nghiên cứu ha. Chết hả? 100 anh em. 564 100k nha. Rồi 565. Rồi 100k luôn. Xì nghe nè. 565 100 luôn. 565 100. Rồi 566. Xì nè mọi người. Rồi 70. 566 vip xì. 70. Đó 566 70k nha. Xì rồi nè. Này bu lông 3/8 luôn nè. Đó, cò thì bóp được. Xì chung quan nữa nè. Nói chung là chung quan nó hơi xấu nha. Đây nè. Đó, chung quan nó hơi xấu. Cục ca nó chạy nè. 567. Rồi cục này 80k anh em về dọn lại nha. 567 80. Rồi 568. Xì ngay chung quan nè nè. Cây cây gì á, nhắn nhắn nè. Rồi Uliver hôm nay rồi 70 cho anh em luôn. 568 70 em. 569 F5. Xì ngay phút này nè ba. 569 này, F5. Xì ngay phút đó. Rồi 100 luôn. 569 100 lấy cho qua là anh em. 570. Rồi cái này chung quanh nhỏ anh em ơi. Đó, cái này con chung quanh nó nhỏ xíu à, mình nhét vô mới vừa. Rồi đầu 3/8 là cây này. Cây này đẹp anh em ơi, cây này ok. Đầu dạng cò bóp được rồi, 100k luôn, đầu 3/8 luôn. 570 chắc luôn, 100k luôn. Rồi 571. Chục anh em ơi, 571 70. 571 70k con này, xì anh em ơi, sát luôn. Rồi, bu lông anh em 3/8 nha. Rồi chạy ok luôn ha, lấy lại cái quan anh em ha. Rồi 150 luôn. Đầu 3/8 này ok rồi. 572 150 luôn. À. Em ơi. Cho anh đi chút nữa. Cho anh đi chút nữa. Xài cho chú uống thuốc. Hả? Cái gì chút nữa cái chị á. Bữa em lấy không được đâu. Cây này nó cắt cái gì anh em ơi. Đó. Xì chỗ nào. Cái cò của nó bị mất rồi, mất cái cò rồi. Nguyên cục nhôm luôn anh em. Hai ký rưỡi rồi. Cái này để cho anh em 180 nha, 573. 180. Rồi, 180k xác luôn anh em ơi. Này té chạy thì bán, còn té không chạy bán cho chay nè anh em nha. Rồi bán chay luôn em. Rồi NBK về đây nè. Cò bóp được nè. Đầu 1/2. Bình hơi nó yếu anh em ơi, nó đang chạy kìa. Để cho nó chạy xíu, bóp được nè, không xì nè, chạy được. Đấy, số 4 anh em ơi. Và đây số 3 nè.
Số 2 nè. Số 1 nè. Rồi số 4 lại nè. Rồi đảo chiều à. Rồi. Rồi 300 nè. Rồi 574. Chạy ok nè, giờ vệ sinh lại lưu giúp hơn nè. 300 hàng cũng biết thôi nè. Rồi 575 mát đẹp nè. Không có đinh anh em à. Rồi. Con này mát đẹp đó nè, 120 nha, đó, mát. Rồi 575. 120 luôn. Con này ok, nhìn mướt mát luôn em ơi. Rồi 576. Không xì. Bắn thì cũng được anh em ơi, mà mất cái đồ này nè. Bắn cái ra hơi nè. Rồi con này 150 luôn nè. Con này ok ha. 150 nha. Rồi 576 150 luôn. Rồi 577. Bắn nhưng mà ra bắn nè, đây nè, nó ghim một lỗ nè anh em. Đây nè, đó nó ghim một lỗ nè. Nhưng mà không có đinh đâu. Có đinh nhưng mà bắn không ra nè, này. U nè. Đây. U to. Rồi, bắn không ra anh em giờ dọn nha, Hitachi á. Rồi 57 chấp ca. Tiếp tục con mài khuôn anh em ơi, nó bị mẻ hết một góc ngay đây nha. Mẻ hết cái đầu kẹp á anh em. Đó. Yokota. Rồi ok 578 Yokota anh em ơi. Đấy, 578. Thì con này để cho anh em 180 đây anh em ơi. Đó, nó bị mất cái đầu kẹp. 180 nha, chạy ok. Rồi 579 nè, con X5 luôn nè. Mắt. Bắn một cái thôi. Đây có đinh luôn nè, đây nè. Có đinh. Đấy, có đinh nha anh em nha. Hả? Một cây nè. Hai cây nè. Ba cây nè. Đó. Ba cây, lấy cái đó ra đi. 4 5 6 7 8 cây. Đấy, một hàng luôn nè, cây này ok ngon nè. Đây, nguyên hàng đinh luôn. Tiếp cái nó đi. 9, rồi cái nó đủ 40. Rồi, 10. Đấy, nguyên hàng của nó luôn nè. Rồi cây này bắn ok scoil luôn anh em ơi. 579 300. Rồi 579 300k nha. Cây này nó hàng cái cây thước gì vô đây anh em. Đột lỗ gì á. Có phè lấy ra ra này, nặng 4,5 kg này nè. Hơi xấu xấu nè. Chung là con này cũng không biết con gì. Nó thấy nó cũng hàng hàng nên em đục lỗ anh em ạ. Rồi. Cục này sát 250 luôn. 480, 250 anh em ạ. 580. À 580. 250k, 580, 250. Không test được anh em. Đó. Rồi, anh em về nghiên cứu ha, từ từ để em đo. 40 rồi nè, rồi tới đây. Còn cái họng của ảnh thì từ đó qua tới đây 6 cm. Tới đây 6 cm. Này gỡ ra được luôn à. Đó. Rồi, bộ 580 250 luôn. Luôn. Còn hai rổ nữa anh em ơi, nãy giờ quay mất cái 6 rổ à. Rồi cây này thì để cho anh em lấy phụ tùng luôn nè. Đó. Rồi 80 luôn, méo cái đầu rồi. Đó. 581. 80 luôn. 581 80. Rồi 582 cây này không có quan luôn, 70 luôn, quay nhanh lên anh em ơi, bán sát luôn nè. Bán giá điếc luôn.
70k đấy. Rồi, không có quay. Đinh gì nè mà, 70k. U to nè mà. Rồi cây này 90 anh em ơi, đó. Máy cắt cầm tay xì 583 90. 583 90k. Rồi 584 cây này thì bắn được mà hơi xấu anh em ơi, đó. 584. Đó, bắn được mà hơi xấu thì con này để cho anh em 80 luôn nè. Đấy. 80. 584, 80. 585 rồi cây này cây mát anh em ơi. Đó. Này, hình thức còn đẹp không có quanh. Rồi, 585. Không biết đinh gì luôn anh em ơi. Rồi con này 80 nha, hình thức đẹp. 585 80k. Cu xì xì nó không xì mà công tắc bật cũng được anh em ơi. Đó. Này nặng 3 kg anh em ơi, đó 180 bao ship anh em ơi. Đó, anh em về dọn lại công tắc đó nha. Xì thì nó không xì mà chạy nó cũng không chạy đâu. 586 180k. Rồi đây còn đánh reset nữa đây nha. Xì ngay đây. Xì ngay đây. Đó, nó xì ngay xung quanh nè. Đây nè, cái cắm nó dục đi anh em ơi. Rồi cái này để cho anh em 587 130 đâu rồi. Rồi anh em về dọn giùm em nha. 587 130 luôn. Rồi 588 con này không có cái đầu, không có công tắc anh em ơi. 120 nha. Đấy, đầu 1/2. 588 120. Không có công tắc dặn được tí xíu thôi. Anh em lấy phụ tùng vậy trong anh em lấy nha, 588 120. Rồi 589. Rồi, điếc luôn anh em ơi, gắn vô nó không chạy. Rồi 100k luôn. 589 100 luôn. Rồi 590. Vui lắm em. Rồi cây này 150 anh em dần nghiên cứu nha, nặng lắm. Chạy ok rồi. Rồi con rửa luôn. Rồi đưa cái rổ vô. Rồi xì nó mà. Nó nằm dưới giữa xì anh em. Rồi 120 luôn, chạy rồi anh em ơi. 591 120k luôn. 591 vít chạy ok rồi, 120 luôn. Không quanh. Rồi 70 luôn. 592 70k. Kiểu đình gì nè. Đó. 592 70 luôn. Rồi 593. Xì anh em ơi. Rồi 70 luôn. 593 70. Đây F5 này anh em. Xì ngay trên đây nha, à, nó bị lỏng hỏa ngay đây. Rồi cây này 100k luôn. Đó, lấy phụ tùng anh em ơi. 594 100. Lấy là qua anh em nha. Rồi, xì ra đây. 100k luôn em. 595 100 luôn. Rồi 595. Rồi 596. Rồi chạy anh em ơi. 150 nha. Đó, 596 150 chạy. Này ốc 12 13 14 gì anh em ơi. Đó. 150 bao ship anh em ơi. Rồi xì luôn. Cái này xì. Rồi 597 80 luôn.
Rồi 597 80k nha. Rồi 598. Rồi kẹt công tắc chạy nhưng mà kẹt công tắc nào à. Đó. Chạy nhưng mà nó kẹt công tắc nè. Rồi 598 cái này 120 luôn đó. Rồi 598 120. 599. Rồi. Kẹt cứng luôn. Rồi em này 70 luôn em ơi, nó không bị xì, không chạy. 599 70. Đấy. 70k. Rồi quắt cây. Bởi khúc này luôn nè. Rồi cây này để cho anh em 60 nè, anh em về dọn lại lấy phụ tùng anh em dọn nha, quắt cây. 60k. Mã 600. 60. Rồi cây này mất cái công tắc cò luôn nè. Đó, không có quan luôn. Rồi cây này để cho anh em 80 này. Cái 5 anh em. 601 luôn. Cây này 120 luôn. 602 120 năm. 602 120 luôn. Rồi 603 cái 5 anh em. Em ghi đi. Đây nha anh em ơi. F5. Rồi lấy qua lại 100k anh em nha. 603 100. Rồi F5 mát nó xì anh em, 100k. Đây cái gì đây ta? Như súng đã... Đây. Ở này đẹp anh em ơi. Đó. Rồi cây này thì không biết mấy gì luôn em, hình như nó có cái bi diêm bi trong này nè, gài mấy đục vô sao á. Rồi nghiên cứu anh em ơi, 100k luôn, 604 100 luôn. Rồi 604 100k nha. Con này nặng 3,5 kg nè, test chạy thì bán, còn chạy bán cho chay nè. Đấy. Rồi cho ra ngoài luôn nha. Còn như cái này thì mấy con anh em ơi, hả? Cò bóp thì không được. Đấy. Đầu quay cũng cứng luôn. Rồi con này 70 anh em. 605. Tùy gãy cái chân quan nè. Gãy cái này nè. Đó, không có test được anh em ơi. Đó, 70 605 xác luôn. Rồi, anh em về nghiên cứu ha. Mấy cái trong rổ nữa kìa, còn mấy cái leo leo lụm hết luôn. Cò cứng luôn anh em ơi. Rồi, không không chạy nó cũng không xì luôn. Rồi con này 130 anh em nha, xác luôn. 130. Rồi 606 130 luôn. Rồi 606 130k. Xì ngay đây nè. Đây nó có cái gì vậy đây nè. Đó. Có cái gì cái này nè, em không biết luôn. Rồi 80 luôn. 603 80. Test 3 đồ hồi chạy tay luôn. 607 80. Nhét cái qua vô nè, nhét 150 con rồi. 150 con rồi coi như. Chạy luôn cái tay luôn. Tiền ở đây anh em ơi. Đấy. Rồi thấy là cái quan. Rồi con này 100k vít thẳng nó mà xì ngay ra đây. 608 100. Rồi anh em giờ dọn lại ha. Rồi bu lông 3/8.
quanh đồng anh em ơi. Rồi cây này cò bóp được nè mà quanh không có nhét vô được anh em ơi, này dặn được rồi. Cây này 100k đi nha, 60 chính xác luôn. Rồi 609 100k luôn. Cây này bán chai đi em ơi. Chiu. Rồi bây giờ em sẽ qua đồ nghề anh em nha, hết hơi rồi. Rồi cái này này cảo cùm của Lotter nha. Đấy thì cái này thì em sẽ quay cam em chỉnh cam gần cho anh em. Đấy. Này con đo đi 125. Đó. 125 nha. Quay. Ok, rồi về xin sơ qua cái nè em ơi. 125 nha. Cái này nó bị ấy rồi. Rồi, cái này của Lotter. Đây. Ok nha. Rồi cái này 150 bao ship nha anh em nha. Đó. 610. 150 bao ship cho anh em ha. Đó, 150 là bao ship, còn dưới 150 là em không bao ship được anh em nha. Anh em dùng em giúp em. Rồi hai cái dũi, hai cái mũi đục. Đó, hai cây. Hai cây này, cây đục dẹp, cây đục tròn, hai cây 40 anh em ơi. Đó, 611 40k, hai cây. 40 hai cây anh em nha. Đó, 611 40 hai cây. Rồi 62, cây này Lotter. Nhưng mà nó bị xét nè anh em ơi, sai bao nhiêu đo luôn ơi, nó bị xét anh em ơi. Đó. Đây. Xét cứng rồi, anh em giờ vệ sinh làm lại nha. Rồi cây này 40 luôn. 62. 40k luôn anh em. Đó, 62, 40. Rồi 63. Đấy, một đống kìm. Đây, nó cũng hơi xấu xấu anh em ơi. Kìm này tét ra gãy em bỏ nè. Đây. Giờ vệ sinh ra anh em ơi, gỡ nó không ra nha. Đây, kìm mở dịch nó 1 2 3 cây. 3 cây này 40 luôn em nha. Đó, 613 40k luôn. Giờ vệ sinh lại nè. Rồi 614, đây một cây búa. Một cây búa nha. Đấy, búa này ok ha. Rồi một cây quấn kẽm nè. Một cây vũ nè, đó. Vũ này bự anh em. Một cây siro nha, đó. Rồi, 1 2 3 4 cây, 70k anh em nha. 4 món này 70, 64 70. Và 64 70k. Đó, 64 70. Rồi 615 là một cây mỏ lết này. Mỏ lết này, răng cụ nè. Này nó hơi mòn mòn tí xíu nha, mờ sơ sơ, size 300. Đó. Ra vô nó hơi cứng anh em ơi. Đó, rồi cây này 80 luôn. 615 80k. 615 80 này. Rồi 616 cây này nặng 6 kg anh em. Này nặng 6 kg anh em ạ. Mà nó tăng ra vô đấy, bình thường anh em ơi đấy, tăng ra vô bình thường, cát thì nó to lắm anh em, nó cũng hơi dày dày nha. Đó, rồi cái này thì 6 kg. Rồi để cho anh em 250 luôn, em về tự dọn giúp em nha. 250k. 616 250 luôn em nha. 250k dành cho em nó luôn đấy. 616 250 dành cho em nó, không biết nó làm bao nhiêu tấn luôn á. Cát nó cũng to lắm rồi, đi luôn. Rồi cái này kìm mỏ dịch sinh kỳ này, sinh ni anh em ơi. Đấy, mỏ dịch size 250 nè. Đó. Đúng rồi, size 260 luôn, ra tới đây rồi. Rồi ba cái kìm rồi, một cây. Đấy, đầu đóng hơi mòn anh em á. 2 3. Này cứng nè, này điều nó đẹp anh em. Đó. Cứng rồi nhưng mà không sao hết. Rồi 4 cây. 1 2 3 4. 4 em 80 anh em ơi. Đó, 67 80k luôn. 67 80 này rồi đi. Rồi 618. Đây. Em cái này nó hơi vui vui anh em này. Đó. Lăn lăn vậy nè.
Rồi hai cái màn ní anh em giờ móc gì anh em móc nha. Và một cái khóa an toàn này. Đấy. Rồi 4 món này 100k anh em nha, 4 món 68 100 anh em. 68 100k nha. Đấy. 68 100k 4 món này. Rồi 69. Rồi 3 cây sago. Đó. 3 cây năm. Này ok nha, 3 cây này, chỉ có cây này thì nó hơi tà cái đầu này thôi. Còn hai cây này, ba cây này ok, size 360 nè. Rồi, ba cây này 80 anh em nha. Đó, 69 80k luôn. 80, này, 69 80 đấy. Rồi 620, cái này vũ nè anh em, vũ này còn tốt nha. Còn cái này cái tước dây điện gì đây nè, đó. Đó. Cái này đầu em thấy không biết, em không biết sai. Hai cây. Còn cây này thì cái kìm này. Ok luôn. Mà đi hơi méo, méo cái đầu rồi. Nè, đáng lý là cái này nó nằm vô cái lỗ này mà đúng, méo cái đầu rồi. Rồi, cái này thì hơi cứng. Đấy. Răng cắt thì nó ở đây bị mẻ, còn ngoài đây thì hơi mòn. Rồi, 1 2 3 4. 4 món này. Rồi 80 luôn em, 620 80 luôn. 620 80. Rồi 621. Bỏ món khác lên em. 621. Ừ. Này mở lết tu vô ta, cứng ra vô được tí thôi em ơi. Đó. Còn cái này cái kìm này không có hiệu. Đây là cái khóa 17. Đấy. Khóa 17. Còn cái này tơi mừ 1 2 3 4. Rồi 60 như đây anh em nha, 60 621 60k luôn anh em nha. Hả? 60k luôn, 621 60. Rồi hai cái mũi cài bê tông đây nè, đó, mũi này nó hơi xấu nè. Rồi hai cái. Này mũi 22 nè. Mày 2.5 hai mũi cài. Rồi hai cái này, đầu này hơi xấu nè, 40 luôn. 622. 40. Anh em dùng đơn cho đủ anh em nha. Đó, 622 40 em quay làm mấy trăm mã cho anh em. Kéo này thì ok nè, cây này thì bao bén cho anh em luôn. Cắt ngọt như mía luôn. Một cây, hai cây, ba cái kéo này, có cái cây này lục anh em nha, có cây này lục nè. Đó, còn hai cây kia cắt bao ngọt luôn. Cái này có thương hiệu nè, đó, có mọc luôn nè, xài bén xích xịt luôn anh em à. Cây này đó, xài 25 anh em à. Đó, rồi ba cây 70 anh em à. Đó. 623 70, 623 70k đấy. Rồi em này nặng 3 kg nè anh em ơi. Đó, cây cúc chim rất đẹp. Đó, nặng 3 kg. Dài 66 nha. Đó. Rồi 120 luôn. 624 125. Cúc chim 120k này. 624 120k. Rồi ba cái mũi đục này, đó, một cái dài, hai cây ngắn đục 17 ly anh em nha. Rồi ba cây 100k luôn, 625. Đó, 100k 3 cây. 625 100k 3 cây nha. Đấy. Một cây dài, cây này dài nhất này 42 thôi em. Rồi đi. Rồi cây này. Đó, đội lên xuống luôn được anh em ơi. Rồi 100k luôn, này nhỏ thôi. Kích. 626 100 luôn. Đó, đi luôn em. 626 kích này quay lên được xuống được anh em nha. Rồi 627 cái này đã bị mẻ này tí xíu nè. Đấy, mờ sơ sơ. Mờ KK chứ. Mẻ đi xíu bấm ở trong được anh em. Đó. Rồi cây này 627 40 luôn. 627 40k nha. Đấy. 627 40. Rồi hai cái móc này nè, đó, hai cái móc nha. Rồi hai cái 100k da băng anh em. Đó. Hai móc 100k. 628 100. Rồi 628 100k luôn. Rồi hai cái màn ní này nè, đó, hai cái màn ní bự ha, đó, 1 tấn rưỡi sao? Đây, tấn rưỡi, cái này nhỏ hơn tí rồi chắc 1 tấn. Rồi hai cái này 70 luôn. Đó. Hai cái 70 anh 70k nha. Đấy. 629 70. 629 70k hai cái luôn. Rồi cái này thì cái bấm gì đây nè. Bấm gì ạ? Nhìn nó cũng ok luôn, đẹp. 42 cm. Rồi, con này
90 anh em à, 630 90k. Biết cái cây gì luôn. 19 mm. 630 90. À, 631. 17 ly nè, đó, một mũi con đục, hai mũi đục 17 ly. Đấy, một mũi con hai mũi đục. Rồi 631. Rồi 90 anh em nè, 631 90k, hai cây, ba cây này. Đi. Mũi đục 19. Rồi, một cái 19, một cái 17 nè. Một cái 19, cái 17 nha. Rồi hai cái này 70 luôn. Cây này 19, cái 17 hả? Đâu từ 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 từ. Không phải 19 đâu nè, để em đo lại cái. 21 luôn chứ 19 gì. Đúng chính xác 21 luôn. Rồi, 70 anh em ơi. À, rồi. Rồi 1 2 3 4 món này. Cây nhổ đinh đó. Một cây, cây siro là hai cây. Cây này cây bẻ sắt anh em ơi, đó là ba cây. Còn cây này cây trắng vậy nè anh em, đó, gắn cám vô trắng. Rồi 1 2 3 4 món này 100k anh em ơi. 633 100. Rồi 633 100k luôn. Đấy. 633 1 2 3 4 món. 100. 634, một cây cưa, hai cây cưa, một cây xẻng với lại cây thép trắng luôn nè mà. Đó. 4 cây. Cây cưa này cây cưa của gì? Đấy, ra được anh em ơi, ra vô được nè, bóp cái này nè. Rồi 1 2 3 4 món dụng cụ làm cây cảnh làm vườn vậy đây anh em ơi. Rồi. 4 món này. 80 luôn nữa. Rồi 634 80k. Đấy, 4 món nè. Rồi 635. 1 2 3 4 món kéo nè anh em. Đó. Kéo nè, giờ vệ sinh lại anh em à, còn là so một cây nè. Giờ vệ sinh lại hết nha, hai cây. Lưỡi nó còn bén nè. 2 3. Giờ vệ sinh lại. Này mất là so nè. 4. Rồi, 1 2 3 4. 4 cây này, hả? 120 anh em nha, hả? 635 120. 635 123 30k. Rồi 636 hai cây búa nè. Búa này cái đầu này nó cũng xấu rồi nè. Nhìn nó đọc đọc là lạ thôi nhưng mà cái đầu này xấu nè. Đầu của tà. Rồi. Hai cây 50. Đó. 636 hai cây 50. 636 hai cây 50 nha. Rồi 637. Vít này bỏ đi. Một cây vít đóng. Một cây kẹp. Xách cái mũi này tí xíu. Còn đây cây kìm. Đó. 1 2 3. 3 cây 50 đó, 6 3 7 3 cây 50k anh em nha. 6 3 7 3 cây 50. Rồi. Còn cây này cây gì nè không biết luôn. Không biết xài vô cái gì luôn. Cái máy nè, rồi 60 luôn. 638 60 luôn. Anh em giờ nghiên cứu đi. Đây. Quay cái gì nữa? 638. Rồi 639. À, con bướm to, con bướm nhỏ nha. À, bướm có mọc đàng hoàng nè. Giờ vệ sinh lại anh em nha, cắt không được đâu. Với lại cây này thì cây. Bén anh em à, còn vẫn còn bén nha, cắt bọc vi lông vẫn còn bén nha. Giờ vệ sinh lại nó hơi xiết nè, có mọc luôn nè. Đó, đây có mọc, có đầy đủ hết. Đây cũng vậy, cắt tôn mà nó bị lỏng lỏng nè. Rồi 1 2 3 4 cây này 80 anh em nha, 639 80 luôn. 639 80. Rồi. Ông cố nội này nặng ký rưỡi luôn nè em ơi. Đó. Này con đục anh em ơi, con đục 17 ly. Đây, rất là dài. Này, đó. Dài là 56 anh em ơi, nó rồi cây này. Con đục 100k luôn anh em nha, bao nặng luôn. 640 100. 100k 640 100 anh em. Rồi 641 là một cây cuốc chim. Đó, cây cuốc chim này ăn hai ký mấy anh em ơi. Rồi 100k luôn. 100 luôn này. 641 100 luôn. Đây luôn. Đó, 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 đó. Đó này. Rồi 54 đấy, tổng chiều dài 54 641. Rồi ba cây. Cây này 21 17.
dặn ok nha, 21-17 dặn ok luôn. Cái này size 300, đấy, đóng đinh, nhổ đinh. Còn cây này cây gì đây, đó. Rồi 1-2-3 6-4-2, 3 cây này 90 đấy. 90k nha, hả? 6-4-2, 90 643 cây mơ lết này nhỏ nhỏ xinh xinh anh em, mờ sơ sơ 250 giờ vệ sinh lại nè. Rồi cây này 60 luôn, 643 60 643 60 644 cây này sang sang kỳ ra vô bình thường anh em à. Rồi 80 luôn, 644 80 rồi ok luôn, 644 80 luôn. 645 kéo này anh em dời mài lại nè, kéo này nó rất dày luôn nha, có cái hiệu gì đây nè. Đó, còn cái này mất lò xo rồi đấy. Mất lò xo rồi, cắt không được, mất lò xo rồi, để kéo cắt toàn thẳng luôn đó. Rồi ba cây này 70 anh em nha, ba cây 645 giờ làm lại anh em ơi, 645 70 luôn, 645 70. Rồi 646 cặp này có 26 và 21 vậy nè, dùng đơn nha, 23 23 21, đây 26. Rồi ba số, hai cây này 40 luôn, 646 40. Rồi 646 40k nha. Đấy. Đừng cho nè. Rồi 647. Đây cái cùm gì đây nè, đó, cùm nhôm nha. Cùm nhôm, cái này size 100 nè, còn cái này size 100. Này size 100, còn này size bé tí luôn. Size 500 550 mm. Rồi 1 2 3. Ba cái cùm này 150 anh em à, 647 150 nha. 150 là bao ship rồi nè. Đó. 647 150 luôn, rồi đi luôn. Rồi 648 một cây bú bi này, cái đầu này chỉ cái đập đập đồ nặng thôi anh em, 6 nha. Rồi cây này đẹp. Rồi hai cây này để anh em 40 luôn. 648 40. Đó. 648 40k nha. Rồi 649 thì cái cây này thì nó ok nè, nhưng mà điệu hơi mé mé một tí đấy, mờ sơ sơ, size 450. Rồi 100k luôn, 649 100 luôn nè, 100k nha đấy. 649 100 vũ này khi 7 nè, vũ này đẹp nè. Rồi cây này 100 luôn em nha, đó đầu ok nè, cán sắt. Rồi 650 100 luôn, 650 100k luôn nè. Rồi, cái này là cái bơm mỡ rất là to luôn nè, mà không biết nó không bơm lên mỡ lên được à, biết có mỡ hay không thôi. Kéo này vô bình thường đấy, rất là to, rất dài, mớm mớm này tí xíu nè, mớm mớm ngay này. Sáu chục đấy. Rồi 651 cây này 90k đấy. Nên về dọn lại giúp mình nha, không có mở trong hay sao á, em bơm nó không có lên, bơm thì bơm được rồi đó. 651 90 rồi. 1 2 3 4 5 5 cái kéo này đó, nào quên ba cái gì mở nhọn như lại kéo về đây nè, kéo cắt tôn như lại kéo về đây nè. Rồi 66 gì đây. Rồi 3 4 5 5 cây 60.000 anh em về vệ sinh lại lại nha, nó cứng rồi anh em ơi, nó có cây này ra vô được thôi đấy. 652 60 đi. Cái biết này luôn em, nãy giờ 60 652 60 đấy. Rồi đi luôn. Ủa này nó hơi xấu nè anh em, một cái tư nè, hơi xấu nè. Rồi đỡ cho anh em 50 nha. Đấy, 50 nha. 653 50. Một đầu hơi xấu anh em nha, một cái đầu nó hơi xấu. 50k luôn, 653 50. Rồi 654 ba cái đầu búa, đầu này nó cũng hơi tà tà, đầu này thì nó cũng mẻ mẻ miếng ở đây, một cái siro. Rồi ba món này. Đó, ba món này 50 cho anh em luôn, 654 50 luôn. 654 50k luôn anh em nha. 654 50 luôn. Rồi 655. Kéo, kéo và kéo. Ba cây này cũng bén anh em ạ, này vừa giờ làm lại nha. Rồi ba cái kéo này 50 cho anh em về vừa xin làm lại luôn nha. Đó. 50 655
50 655 50k. Rồi mở lết. Scotel gì đây hả? Dặn ra vô đường tí thôi anh em ơi. Giờ vệ sinh lại nha, đầu hơi rơ nữa nha. Scotel gì đây, size size 30. Cái kia này cắt được nè, hả? Hơi cong cong cán nhôm. Rồi hai em này 656 70 nha anh em ơi. 656 70k. Cái này 21 17 nè. 21 17 cái này ok nha. Đấy. Rồi. 50 luôn. 657. 50k một cây. Coi chừng lộn em nha. Rồi cái này 4,4 kg anh em ơi. Cái bú này 4,4 kg. Đây 4,5 kg này còn lại 4,4 kg. Giờ trả cán vô nè. 200. Rồi 658 200k. Giờ trả cán vô anh em ơi. Này bú cũng đẹp lắm. 658 200. Rồi tiếp tục đi anh em ơi. Này trời win combo. Đây một cây bú bi anh em ơi. Bú bi với lại một cây bú mình lủng lỗ này nè. Và hai cây là 70 nha. 659 70k luôn. 659 70 anh em nha. Đấy. 659 70. Rồi, ba cây mũi đục. Hai cái mũi đục này cũng còn hợp kim nha. Đây cũng còn, cái này còn nhiều hơn, cái này còn ít. Ba cây 80 luôn. Đó. 660. 80k nha. Rồi 660 80 luôn. Đấy. 660 80. Cái này cây nước dao. Đây nè. Liếc dao anh em ơi. Nè, cây liếc dao. Rồi, cây này cái dao cũng dao bình thường thôi anh em. Quan trọng cái liếc này nè. Liếc dao. Liếc sao ta? Thấy nó y như cây liếc dao nữa không? Rồi. Hai em 100k. 661 100. Rồi 661 100k luôn. Rồi 662, một đống này luôn em. Đấy, 19 nè, cây ô tu nè. Cây đây cây 10. Còn cây đây 24, này 21. Cây cô tu gì đây. Cô tu nhiều lắm anh em, 2 4 6 7 cây 60k. Đó, 7 cây 60. 662. 60. Rồi 662 60k. Rồi, bú này 4,5 kg anh em ơi. Bú này đẹp nè. Cây này đẹp hơn cây hồi nãy. Rồi, 4,5 kg 230k luôn. 663. Được rồi em. 230 đó. 663 230. Rồi, nguyên một đống 2 4 6 cây. Này lục giác anh em ơi. Lục giác cho là đầu mở vậy nè. 2 2 4 6. Rồi 80k như đây anh em nha. Đó. Này 664 80. Rồi 664 80k luôn này. Rồi 665. Bú cao su anh em à. Đây, bú đây. Bú này cũng còn ok. Cái này thì hơi mé mé một tí, con này mất cao su. Đó, rồi, ba cây 70. 665 70. 665 70k anh em nha. Đấy. 666 ba cây này đến đo. Này 10 17 hơn tí nữa mà. Đó, không có. Đây có chữ đây nè. Có chữ gì nè. Biết phải không? Mờ quá rồi. Đây. Cái đây giờ mài lại nè. Mười lăm anh em ơi. 15.
cây đây 13. Rồi 3 em 100k 666 100 luôn. Rồi 666 100k. Rồi 1 2 3 4 4 món. Cái mlet này nó xấu quá, tao bỏ đi em ơi, 3 món thôi, bỏ sắt luôn. Rồi cây này ok nha, cây thước như lại cái này đó. Rồi 3 món này 100k 667 100. Thước này thì em không biết đo chuẩn hay không thì em không nhìn được anh em ơi, em phải thọ rồi em nhìn. Rồi 667 100. Rồi 668 đây, cây vít ok nha. Đấy, một cây Nissan kìm này chất lượng luôn. 2 3 4 5, cái này đầu 3/8 anh em, này đầu nối một cây búa. Rồi 2 4 6 món này. Rồi 668 70 luôn, 668 70 một đống luôn. Rồi 669 cây này thì đợi cho anh em 70 luôn hả, 669 70. Rồi 669 70 mưa đó, từ 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 em đứa ơi. 17 17 21 17 19 21 23. Rồi 1 2 3 cây, còn 3 cây làm thôi nè, làm điện anh em nha. 1 2 3 cây, cái này nó hơi dính dính cái đầu này một tí nè đó. Rồi 3 cây này 70 nè, 670 70k luôn, 3 cây. Thôi được rồi. Rồi 671 3 cây siro nhổ đinh và một cái kìm 5 mã nữa cho đủ 200. Rồi 3 cái này 80 đây em ơi, 671 80 luôn, 80k đấy, 671 80. Đâu quay thì mấy mã cho đủ 80 mã nè, đầu quên đủ 200 mã. Rồi 1 2 3 4 5 6 6 cây vũ. Rồi 80 luôn anh em à. Đây vũ tam giác, vũ vuông, rồi vũ thẳng, rồi vũ đây hết rồi. Rồi 672 80 anh em nè. Đấy 672 80. Rồi 673 này vũ tiếp nè, con cây vũ thôi, cây vũ tròn kéo bén cắt không được anh em nha, nhưng mà nhìn nó bén anh em. Hai cây này bướm, bướm nhỏ mai lại anh em ơi, giờ vệ sinh lại. Rồi 3 cây này 60k luôn, 673 60. Rồi 673 60 luôn. Bài món muốn gì vậy? Đó. Rồi thằng cây móc móc keo gì đây nè, móc keo với lại cây gì đây, cây đầu đầu nối với lại cây này super 26. Rồi 3 cây này 50 đấy, 674 50k. Hay không biết xài vô 3 cây nó có trùng hợp không biết. 50 674 50. Rồi mà cuối cùng anh em ơi, 675 một cây kẹp, một cây kìm cứng rồi anh em ơi, giờ vệ sinh nha. Hai cây kẹp hai cây kìm, cái này mềm méo. Rồi 3 1 2 3 4 4 cây 50. Rồi 675 mã cuối cùng 50k. Rồi em xin kết thúc video ở đây anh em ơi. Rồi chúc anh em một ngày mới như sức khỏe ha, hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha. Đấy, rồi chào tất cả anh em ha.